Chiều ngày 9 tháng 10, cựu danh thủ Nguyễn Hồng Sơn tổ chức sự kiện ra mắt hồi ký Hồng Sơn Công Chúa, Quái Kiệt Sân Cỏ trong màu áo lính. Cuốn sách được trình làng sau hơn 5 năm chuẩn bị, tập trung khai thác hình ảnh của Hồng Sơn trong màu áo thể công, những thành tích anh đạt được trên sân cỏ, đồng thời hé lộ những câu chuyện hậu trường thú vị về cuộc sống đời thường. Tại sự kiện ra mắt sách, nhiều sao Việt trong chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai như ST Sơn Thạch, Jun Phạm, Phan Đinh Tùng, Cường Seven, Tiến Luật đến chúc mừng cựu danh thủ. Cũng trong dịp này, Nguyễn Hồng Sơn và gia đình có dịp bật mí về biệt danh Công Chúa gắn với sự nghiệp thi đấu của anh. Mẹ nam cầu thủ chia sẻ. Công Chúa thì Việt Nam nói Sơn trong tình huy. Từ những con lai thì Sơn hiệu lắm, hiệu đà. Thế nên là khi như con gái thì như bảo là khi Công Chúa lớn lên tí nữa thì đi vào cái đội để công lên cầu thì đấu thì đi đâu cũng chỉ đồng thơ không an cũng sao cũng muốn keo chất tiệu nói chung là nhiều đà. Thế thì mọi người mới bảo là sân Công Chúa. Về phía cựu danh thủ, anh tiết lộ tên khai sinh là Nguyễn Hùng Sơn. Mãi đến khi theo sự nghiệp bóng đá thì tên gọi Nguyễn Hồng Sơn mới ra đời. Dịp này, nam cầu thủ cũng gửi lời cảm ơn đến người bạn đời vì luôn đồng hành, hỗ trợ anh trong quá trình theo đuổi đam mê. Không hẳn là với Hồng Sơn đâu, mà với bất kể các cái ngành nghề khác, ca sĩ, diễn viên hay là những cái người mà đi biểu diễn hay là đi công tác xa nhà thường xuyên thì cái việc mà có vững chắc thì đó, đấy đó là cái điều mà người chồng luôn mong mỏi. Với cái Hồng Sơn thì từ bé đã đi xa nhà, đã đi xa đi thi đấu nước ngoài và cái thời gian để dành cho bố mẹ, dành cho người yêu và sau này là dành cho vợ con phải nói là rất là thiếu, rất ít. Như vậy thì Hồng Sơn cũng rất là ghi nhận cũng như là có sự chia sẻ cùng với bà xã, cùng với các con trong cái việc là cơm nước, tập rũ quét nhà hay là đổ rác, tất cả những cái việc đó rất là chuyện rất là bình thường. Và cái sự chia sẻ đó với gia đình, Hồng Sơn nghĩ rằng đó cũng là một cách xây dựng cũng như là một cách là hàn gắn, cách làm sao đó để cảm nhận của người vợ, người chồng được yêu nhau hơn, chia sẻ nhiều hơn. Đó là sự giản. Ngoài thi đấu thể thao, thời gian qua Nguyễn Hồng Sơn gây chú ý khi góp mặt trong show thực tế Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai. Dù dừng chân ở chương trình, song cựu danh thủ thấy vui khi có dịp gặp gỡ, giao lưu với nhiều nghệ sĩ. Tại sự kiện ra mắt sách Quả Bóng Vàng Việt Nam năm 1998 và 2000 gây bất ngờ tiết lộ chuyện tham gia show âm nhạc vì con gái. Vợ con Hồng Sơn tất cả đều chăm chú vào màn hình vào những thứ bảy hàng tuần và Hồng Sơn cũng thấy lạ là sao lại có thể tập trung chăm chú như vậy. Khi hỏi chuyện thì chỉ quay lại đầu cái xong lại tiếp tục xem thì đó là những cái chương trình như là Chị Đẹp Đầu Có Thể Sống, những chương trình về đa hướng nhạc thì phải nói rằng là Hồng Sơn rất lạ sao lại về chương trình có cái sự hứng thú nào đó như thế nào đó mà gia đình thì cô con gái cho những vợ để xem. Thế là Hồng Sơn cũng tò mò, thế là cũng bắt đầu cũng xem và cũng đã biết được thông qua cái chương trình đó là có rất nhiều những diễn viên, những ca sĩ gạo cội phu phương lên ý lên hay là quyên bên cạnh đó thì có các cả những cái diễn viên mà họ cũng đã tham gia được vào trong chương trình đó. Thế thì Hồng Sơn cũng xem và cũng cảm nhận được cái chương trình rất là hay, thú vị, không chỉ dành riêng cho những nhà chuyên môn như ca sĩ đâu mà còn có thể các những ngành nghề khác được tham gia. Thì trong khi được có lời mời của ban chức thì mọi người còn biết Hồng Sơn rất là nhiều, từ gia đình và con này cho đến anh em trong công ty cũng như bạn bè thân thiết thì đặc biệt Hồng Sơn này. Và Hồng Sơn đã suy nghĩ ít nhất là phải từ 10 tháng đến 18. Và từ cái lần mời đó thì xảy ra có mất ngủ. Thì không biết là những lời tham gia thì mình đang ứng đến đâu. Và từ trước đến nay đi các sự kiện thì chưa bao giờ Hồng Sơn hát. Đi karaoke Hồng Sơn cũng chưa bao giờ hát. Và cuối cùng thì ok,
tên cái nhân duyên và một sự may mắn Hồng Sơn đã nhận lời. Và chính từ đó thì Hồng Sơn đã gặp được những người bạn, những người em rất đáng yêu. Cuốn hồi ký của Hồng Sơn tên đầy đủ là Hồng Sơn, Công Chúa, Quái Kiệt Sân Cỏ Trong Màu Áo Lính. Ban đầu, anh dự định cho ra mắt vào năm 2020, đúng vào dịp sinh nhật 50 tuổi, nhưng phải hoãn lại do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Để không bỏ sót bất cứ chi tiết thú vị nào trong sự nghiệp, anh đã phải cùng các nhà báo ngồi lại để ôn lại kỷ niệm. Có thể lên đến 200 buổi mới có thể hoàn thành cuốn hồi ký lưu lại những kỷ niệm đáng nhớ suốt tháng năm ấu thơ và hành trình sự nghiệp hơn 30 năm do chính anh kể, mộc mạc, giản dị và chân thành.